thông tin cảnh giác đến người dân về thủ đoạn vờ hỏi đường rồi ra tay cưỡng gọt tài sản vừa được chương trình ghi nhận từ công an thành phố Vũng Tàu. Đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự như bà Đặc Nhi vừa chia sẻ, cho đến khi đi Vũng Tàu chơi định tiếp tục thực hiện hành vi thì bị tóm gọn. Và sau đây là diễn biến chi tiết của vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Thắng 50 tuổi trú tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường 9 thành phố Vũng Tàu phát hiện Thắng cùng đối tượng Lê Đức Phương 28 tuổi trú tại Đồng Nai đang lưu thông bằng xe máy có biểu hiện bất minh nên đã mời về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận rủ Phương đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu chơi. Khi đến số 176 đường Lê Quang Định thành phố Vũng Tàu, phát hiện cửa hàng này vắng người nên yêu cầu Phương dừng xe đợi trước cửa. Thắng vào gặp chị Cao Thị Lý là nhân viên bán hàng ở đây, giả vờ nói chuyện hỏi thăm đường. Đợi đến lúc chị Lý sơ hở, Thắng đã lấy trộm chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 11 Pro của chị Lý rồi tẩu thoát. Theo lời khai của đối tượng này, trước khi bị bắt, y đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản khác cùng với thủ đoạn tương tự. Thắng là đối tượng nghiện ma túy và từng có 2 tiền án trộm cắp tài sản, mới ra tù giữa năm 2020 và chưa được xóa án tích.